mấy cây mà để trong này thôi. Giá hội vô giật mình luôn. Chiêm ngưỡng những cây mai đặc sắc. Đây, chuyên về mai luôn. Rồi, quýt lấy ăn được luôn rồi. Cây này dành cho đại gia nè. Mấy chùm hoa lan nó đẹp quá trời đẹp ha. Hoa kiển thì dung trời, buôn bán sỉ và lẻ các loại cây kiển, cây ăn trái ha. Đồ thờ cúng 30 ha các bạn, đồ thờ cúng Tết ha. Chuyên cung cấp lẻ hoa lan, hồ điệp, nụ tầm. À đây có để giá công khai nè. 30.000, 40.000. À mồng gà 25.000 một chậu. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp tục cập nhật tình hình các chợ đường hoa Tết ha các bạn. Thì hiện tại chúng ta đang đứng tại đường Lý Thường Kiệt, trực thuộc quận 10. Rồi, chúng ta đi thôi. Đây là cái chỗ bán hoa bên hành lang phía dãy của trường Đại học Bách Khoa các bạn. Quá trời hoa hướng dương. Đây là trường Đại học Bách Khoa các bạn. Đường Lý Thường Kiệt này trong cái video khám phá quận 10 chúng ta có đi rồi đó. Mấy chậu tắc ha. Đây là hoa đào. Mâm xôi năm nay về rất là nhiều. Hoa mồng gà. Về rất nhiều à, khách không thấy khách đâu hết. Tắc à, mai ok, dọc bên hành lang của trường Đại học Bách Khoa, trực thuộc quận 10 ha các bạn. Dọc con đường Lý Thường Kiệt, bông về rất là nhiều. Mấy chậu bự bự không đó, chậu lớn này do chất cầu phải 2 triệu cặp. Mấy chậu nhỏ nhỏ hơn họ đã 1.4 triệu cặp rồi.
bưu điện Phú Thọ ha các bạn. Phía bên phải trực thuộc quận 10, phía bên trái là trực thuộc quận 11 ha. Con đường Lý Thường Kiệt này mình đã quay khám phá cái quận 10 rồi, chúng ta có đi đường này à. Hoa về rất là nhiều à, cảnh chủ hàng ngồi chờ khách hàng mỏi mòn luôn. Đây chiều 4 giờ chiều rồi các bạn, vẫn không thấy khách đâu nhiều hết. Chiều 26 Tết rồi. Ồ, mấy cây trấn thủy quá là đẹp luôn, bông nó nở trắng xóa luôn. À, mồng gà 25.000 một chậu. Gà 25.000 một chậu ha. Đây chi nhiều cây bông giấy ha. Mấy chậu mai. Hoa cúc, hoa hướng dương quá trời. Đi thẳng là đi về hướng Tân Bình các bạn. Phía nhánh bên đó là trực thuộc Tân Bình ha, bên tay trái trực thuộc Tân Bình, bên tay phải trực thuộc quận 10 ha. Nguyên con đường Lý Thường Kiệt với con đường này Bất Hải các bạn. Đường này chúng ta đã đi khám phá quận 10 đã đi rồi ha. Mấy chậu tắc rất là đẹp. Trái còn xanh tươi luôn, hơi ươm vàng rồi. Từ đây đến 30 là bắt đầu đu đủ à. Cây đu đủ mini đây. Hoa hồng ha. Chiên về hoa hồng luôn. Lúa luôn, có lúa luôn. Hoa lan. Chỗ này chiên về hoa lan. Xôi quýt vàng ôm luôn rồi. Bông vàng thọ. Ôm chọn nguyên cái khu sân của trường Đại học Bách Khoa. Đây là trung tâm sân khấu quận 10. Chúng ta đang tham quan cái khu chợ sân quận 10 ha các bạn. Dưa hấu khắc bằng máy luôn, laser luôn. Vườn mai Hoàng Quân Thủ Đức. Ở Thủ Đức đem lên luôn nè. Cây kiểng nhà vườn. À đây có để giá công khai nè, 30.000, 40.000. Một chậu bông dạng thọ nhỏ xíu 40.000. Mấy cây tắc này là chín vàng hết luôn rồi. Hoa lan là quá trời đẹp ha. Chuyên cung cấp lẻ hoa lan hồ điệp nụ tầm. Hoa lan hồ điệp nụ tầm. Rất nhiều giống hoa lan ha, nhập khẩu không, hàng nhập khẩu. Rồi
biết bao nhiêu mùa bó nữa, ôm trọn luôn ha. Quẹo vô đường này là đường Thành Thái. Đây. Đồ thờ cúng 30 ha các bạn, đồ thờ cúng Tết ha. Quá trời đẹp. Đường Thành Thái này, cái khu này là chuyên cung cấp hoa kiển rồi ha các bạn. Tết rồi bung ra bán rồi, có đường bên Lý Thường Kiệt á. Đường Lý Thường Kiệt là mới đổ bông xuống ha, bà con đổ bông xuống rồi. Còn những chỗ này là cơ sở với lại cửa hàng người ta lâu năm rồi ha. Cung cấp nguyên vật liệu ha, trồng hoa hưng thịnh nè. Đà Lạt hoa, hoa Đà Lạt. Mấy chùm hoa lan nó đẹp quá trời đẹp ha. Hoa kiển Thì Dung trời, buôn bán sỉ và lẻ các loại cây kiển, cây ăn trái ha. Cái đường Thành Thái này là những cơ sở này là lâu năm rồi. Chỉ có đường Lý Thường Kiệt hồi nãy chúng ta đi là bà con đổ cây xuống để bán vỉa hè ha. Còn những chỗ này là chuyên nghiệp rồi. Tết về rất nhiều hoa. Khách cũng lác đác à. Đầu trà. Cây này dành cho đại gia nè. Trời ơi. Để mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ lên nhìn đẹp quá trời. Màu đỏ ha. Màu đỏ màu của may mắn. Rồi dưa hấu khắc lên. Rồi quýt lấy ăn được luôn rồi. Ôi nồi 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 luôn quá trời. Quýt, cây vú sữa. Cây mai này cầu có chục triệu ha. Quán hải sản rồi đóng cửa luôn, buôn quán kinh doanh. Kinh doanh mai dịp Tết có bộ dễ ăn hơn. Tạm ngưng ăn nhậu ha. Wow. Còn nhiều lắm bên đường bên kia ha, chúc chúng ta hoành lại ha các bạn. Chuyên về mai luôn.
Ồ, cây này chắc cậu 400-500 triệu à. Cái cây ở Thủ Đức 300 triệu, cũng nhỏ nhỏ cỡ đó. Bước lên hàng trăm triệu rồi. Cây này cũng vài chục triệu. Mấy cây trong chậu lớn 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 này là cậu. Đó, bước lên hàng trăm triệu nè. Nhà vườn Trúc Thanh ha. Đó, những cây này là cả trăm triệu rồi đó. Bước lên đỉnh cao rồi. Đỉnh cao của hoa mai. Tạo hình quá trời đẹp. Ồ, cây này nở tát bét luôn rồi. Đây còn nụ ha. Chúng ta hoành qua bên kia ha các bạn. Đây tiếp tục. Đây, đường Thành Thái ha, dẫn trên đường Thành Thái chúng ta đi ngược lại. Chiêm ngưỡng những cây mai đặc sắc tụ tập về đây. Quá trời đẹp à. Đây, gốc nó quá trời bự, cây này còn cả trăm triệu. Mấy cây mà để trong này thôi giá hội vô giật mình luôn. Đó, cây gốc rễ cỡ này nè, đó, gốc rễ cỡ này là tính tiền trăm triệu rồi đó. Tiếp tục. Cây mai quá trời, cây mai. Trên đường Thành Thái ha, thuộc quận 10 các bạn. Siêu thị về cái về mai luôn. Đây nè, trời ơi. Vàng này là cỡ trăm triệu ha, gọi trăm triệu trở lên không? Khu đường Thành Thái quận 10 thì không có cây nào giá cả tỷ ha. Nhưng mà giá tầm trung là nhiều lắm, vài chục triệu, vài triệu đến vài chục triệu. Rất nhiều. Cho thuê hoa giấy, hoa mai. Bán có, thuê có. Đây, một cửa hàng chuyên về hoa lan hồ điệp. Tiếp tục, lại là hoa mai. Cây này nó nụ quá trời nè, nụ nhiều quá trời nụ. Đẹp quá.
công nhận mãn nhãn luôn, chuyên về mai. Đây tha hồ về lựa, lựa cái mai tha hồ luôn. Quá nhiều. Sen đá Phúc Thành. Đây là một cái cơ sở chuyên nghiệp rồi. Đây, kinh doanh mua bán hàng năm luôn rồi. Chiên về Hoa Lan. Lan, lan rừng, lan nhập khẩu. Cây này quá trời đẹp luôn. Ồ, siêu thị vườn hoa luôn. Quá trời. Chúng ta đang tham quan cái khu vườn hoa trên đường Thành Thái và đường Lý Thường Kiệt, trực thuộc quận 10 ha các bạn. Ồ, Thăng Long. Mai 200 ngàn thấy không, cây nhỏ nhỏ 200 ngàn rồi. Cây bông giấy, cây hoa hồng. Rồi, mấy cây mai nhỏ 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 không là cũng 200 ngàn rồi, rẻ nhất chắc 150 đó. Mấy cái chậu nhỏ 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 vậy nè 200 rồi. Trên đường Thành Thái này chuyên về mai rồi, mai rất là nhiều, nhưng mà ngược lại không có đào, lại thiếu đào. Rồi đến cái ngã ba này ha các bạn. Rồi cũng chiều nay cập nhật tình hình cái chợ hoa tại quận 10 trên đường Thành Thái và đường Lý Thường Kiệt quận 10 ha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái khu chợ hoa và không khí đón Tết của người dân Sài Gòn ha. Rồi bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh ha. Like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.